Có su su, mình đi phiêu lưu. Ai thế nhở? Wow, chất su su vì sô-cô-la ngon quá đi. Đúng thế. Đúng thế. Bây giờ đã có sức khỏe rồi, chúng mình cùng đuổi theo hacker đi nào. Đi rồi. Đi rồi. Ôi giời. Tớ cũng không biết nữa. Chúng mình đến xem đi. Đi. Ai thế nhở? Ta là yêu quái miệng rộng. Ta là hacker. Ui anh ơi, tớ thấy trên TV hacker toàn mất cóc thôi. Thật ra anh hacker ơi, mẹ em bảo em ăn quá như mỏ quét ý. Anh mà bắt cóc em á là tốn tiền lắm đấy. Ta không phải bắt cóc. Ôi, may quá không phải bắt cóc. Vậy mà làm tôi sợ hết hồn. Còn anh kia, miệng rộng thế nhỉ? Chắc tại anh ăn tham nên là miệng bị rách đúng không? Chồng anh xấu quá đi mất. Anh khép cái miệng lại đi, trông hơi xấu thật. Xấu tệ ta. À, đưa hai cái ba lô cho bọn ta. Anh xin ba lô của bọn em làm gì? Ba lô của bọn em á, toàn sách vở thôi, không có chất su su đâu. Ui, nhà anh lời thế, lũ rồi. Đúng rồi, sữa su su là cái mà bọn ta đang muốn tìm. Mau đưa đây. Anh có giỏi thì đến mà lấy. Leo leo không cho, leo leo không cho, leo leo không cho. Xin người ta không cho lại còn cười. Ba lô của mình đâu rồi? Ba lô đâu rồi? Đây chứ đâu. Còn cái ba lô kia nữa, đưa lốt đây. Không được đâu. Cứ đưa cho tớ. Yeah. Dư à? Sao cái chân của tớ cứ muốn chạy đến chỗ hacker đi nhở? Chân tớ tê. Đưa đây cho ta. Đi thôi. Ui, hacker và yêu quái biến mất rồi. Làm thế nào để lấy lại sữa bây giờ? Chúng mình đi tìm người giúp đỡ. Đi. Đi. Các cậu không về nhà mà đi đâu thế? Bọn tớ bị yêu quái miệng rộng với hacker lấy mất ba lô sữa su su rồi. Đúng thế. Các cậu xem tivi nhiều nên ảo tưởng à? Làm gì có yêu quái với hacker? Bọn tớ nói thật mà. Nếu đúng như các cậu nói, có hacker và yêu quái thì chúng ta làm sao mà lấy lại sữa được? Hay là chúng mình gọi bán voi để giúp đỡ đi. Đúng rồi. Voi thần su su ơi, hãy mau xuất hiện. Tớ đây. Tớ với Gia Bảo bị yêu quái miệng rộng với hacker lấy mất ba lô sữa su su rồi. Bạn lấy lại giúp chúng tớ với. Các bạn đừng lo, tớ đã biết nơi ở của yêu quái miệng rộng và hacker ở đâu rồi. Tớ sẽ giúp các cậu. Các cậu đi theo tớ nhá. Yeah. Các cậu dừng lại. Tao thì bạn voi. Tớ nghe thấy hình như có tiếng động. Tớ có nghe thấy tiếng gì đâu. Tớ không thế. Bạn voi có tai rất to thì sẽ thính hơn chúng mình đấy. Các cậu trật tự đi. Các cậu nhìn kìa. Đúng, đúng là tên hacker rồi. Nhưng hắn chạy nhanh như gió, làm sao mà chúng ta bắt được. Vậy thì các cậu hãy uống sữa su su vị sô-cô-la đi, để có thêm sức khỏe. Chạy đua với tên hacker đi nào. Đúng rồi. Rồi, chúng mình cùng đuổi theo hacker đi nào. Đi rồi. Đi rồi. Ôi giời. Ôi. Các bạn ơi, các bạn ơi. Tên hacker kia. Sao mấy đứa này lại chạy nhanh hơn mình thế nhở? Tên hacker kia, mau trả sữa su su đây. Muốn lấy lại sữa su su á? Để xem tài năng của các ngươi đến đâu. Nào, vào đi.
Chúng ta là những đứa trẻ ngoan, ngươi sẽ không đánh nhau đâu. Ngươi có dám chạy đua với chúng ta không? Nếu ngươi thắng thì bọn ta sẽ cho ngươi chỗ sữa đó. Còn nếu ngươi thua thì phải trả lại sữa cho bọn ta. Tưởng gì, được. Một mình ta chấp cả bốn đứa luôn. Không cần, một mình ta là đủ. À kinh nhờ, được. Đi thôi, đi. Để ta tự đi. Đây sẽ là điểm xuất phát. Bây giờ Hacker và Gia Bảo sẽ chạy một vòng quanh khu rừng này. Ai về đích trước thì người đó sẽ giành chiến thắng. Gia Bảo cố lên, Gia Bảo cố lên, Gia Bảo cố lên. Anh em đâu, cổ vũ đi. Quên mất, mình đi một mình mà. Một tự cổ vũ vậy. Hacker cố lên, Hacker cố lên, Hacker cố lên. Cả hai đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bắt đầu. Gia Bảo cố lên, Gia Bảo cố lên, Gia Bảo cố lên. Liêu. Đau mông quá. Cái vỏ chuối này. Chạy trước rồi. Sắp phải đến đích rồi. Mà thằng bé kia đâu mất rồi nhở? Ra bảo cố lên, ra bảo. Thôi chết rồi. Thua phải chịu chứ, đưa ba lô sữa đây. Chưa bao giờ ta phải thua đứa trẻ con cả. Nhục quá đi mất. Nhục cũng không được. Bây giờ chúng mình sẽ đi tìm lốt yêu quái miệng rộng để lấy lại ba lô sữa cho Hà Anh đi. Đi rồi. Đừng đi, cho ta một sữa su su thôi cũng được. Ta thèm quá. Không bao giờ. Ôi đầu mắt, đầu mắt, ôi đầu mắt, dậy lại đi, chả mắt phá. Thằng ngang chả mắt phá. Ui giời, tưởng ai, hóa ra là mấy đứa trẻ con à. Yêu quái miệng rộng, có chơi trò chơi với chúng tôi không? Ây da, tớ dưng đến rồi ta chơi trò chơi. Thôi cũng được, dù sao ta cũng đang rảnh mà. Thế chết gì, có phần thưởng là gì? Trò chơi có tên ném vòng săn sữa. Mỗi đội sẽ có 3 lần ném vòng. Nếu như ngươi thắng thì bọn ta sẽ tặng cho ngươi 2 ba lô sữa này. Còn nếu ngươi thua thì phải trả lại ba lô sữa kia cho bọn ta. Ờ được, kiểu gì 2 ba lô sữa kia cũng sẽ thuộc về ta thôi. Ha. Các bạn hãy uống sữa su su đi nào. Tớ xin bạn voi. Tớ xin bạn voi. 1, 2, 3, vô. Cố lên nào. Cố lên. Bây giờ đội nào sẽ chơi trước? Để ta. Được rồi, xin mời yêu quái miệng rộng. Nhìn ta thể hiện đây này. Trượt đi. Thôi, trúng rồi. Yes. Yeah. Trúng rồi. Lý số thôi. Nhìn này, ba phát trúng cả ba nhá. Để xem ba người làm gì để thắng được ta. Đừng vui mừng quá sớm, hãy xem ba bạn thể hiện đây. Cố lên. Lượt chơi đầu tiên của Khánh Linh bắt đầu. Khánh Linh. Ôi, sao có lại đẩy tay ta? Ta có làm gì đâu. Chuẩn mất rồi. Khánh Linh ơi đứng lo, con còn lượt chơi của hai chúng tớ mà. Tên yêu quái miệng rộng kia, hãy mở mắt to ra mới xem ta chơi đây. Gia Bảo cố lên, Gia Bảo cố lên. Mà không gì. Ngươi có tin lần này ta đem chúng 3 chai luôn không? Còn lâu ta mới tin nhá. Vậy thì nhìn ta thế này. Hà Anh cố lên, Hà Anh cố lên. Yeah. Chúng 3 chai luôn á? Không thể tin được, Hà Anh đỉnh quá, đem chúng cả 3 chai luôn. Các cậu nhìn này, vậy là chúng mình đem chúng 4 chai sữa. Tức là chúng mình thắng đôi. Thắng đôi. Đúng thế, ngươi thua rồi. Mau trả ba lô sữa su su cho ta.
Được rồi, ta sẽ trở lại với loài hải ăn sư. Trả lại ba lô sữa đây cho ta. Trả đây. Hai, sữa đây mà. Ba lô sữa đây rồi. Mà tớ đưa quả lên trả lúc nào mà nhanh thế nhỉ? Tớ xin về sữa đây rồi. Hôm nay nhờ có sự đoàn kết mà ba bạn đã chiến thắng được hacker và yêu quái miệng rộng, lấy được sữa su su. Chúc mừng ba bạn nha. Chúng tớ cũng cảm ơn bạn voi vì đã giúp chúng tớ. Cảm ơn bạn voi. Bây giờ ba bạn về nhà đi nhá. Tớ đi đây. Tạm biệt bạn voi. Chúng mình cùng chúc mừng chiến thắng nào. Yeah!